Độc lạ cá dương vật. Cá dương vật hay tên khoa học là Urechis cobor. Urechis cobor thực chất là một loài sâu muỗng. Chúng có họ hàng với loài giun phân đoạn như con đỉa và giun đất, nhưng mất đi những phần cơ thể trong quá trình tiến hóa để trở nên trơn tru. Tên phổ biến lịch sự hơn của chúng là sâu chủ nhà trọ, do chúng tạo ra các đường hầm mà các sinh vật biển khác có thể sống. Loài này thường lơ lửng hoặc vùi mình trong cát ở những vùng nước nông. Thức ăn của chúng cũng rất đơn giản, có gì thì ăn nấy miễn là có chất dinh dưỡng đủ để sống qua ngày. Cá dương vật có mặt ở Bắc Mỹ, châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và là món ăn rất ngon, được người dân của những nước này ưa thích. Thế đố các bạn, loài cá dương vật này có ở Việt Nam không? Nếu có thì các bạn đã ăn dương à nhầm, ăn cá dương vật chưa?